Chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Thì hôm nay mình cho các bác mẫu xe đua Beetle Winner 500 được trang bị full một bộ cấu hình Shimano 105. Mức giá đang bán chỉ có là 11 triệu 500, cấu hình rất là cao. Nước sơn nguyên bản không nhôm. Màu rất là đẹp thể thao. Cam phối với đen. Không nhôm. Thiết kế xe ống tròn. Trong chiếc xe rất là chắc chắn, có cái độ khỏe khoắn. Trang bị bộ đuôi chụp rỗng. Full một bộ chuyển động Shimano 105. Rất là cao cấp của dòng Shimano. Phần ghi lông của chiếc xe được trang bị một đôi tay lắp cũng của Shimano 105, thân 3 mảnh, bán 700c. Và bây giờ mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m6 đến khoảng 1m7 đi là phù hợp. Trang bị bộ đè sau với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Xe đua không nhôm, một bộ chuyển động Shimano 105. Bên em đang bán với mức giá chỉ có là 11 triệu 500, báo ship toàn quốc cho tất cả các bác trẻ hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà nó đi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.